Hình xăm này anh xăm từ khi nào? Anh xăm cái này là khi hình như là khi bạn bạn nhỏ cuối cùng của anh là được 1 tuổi. Đúng rồi, nghĩa là cách đây khoảng 2 năm mấy. Bên trong người thì mình quy hoạch là mình có 2 đứa con thôi, thì mình chỉ xăm hình con thôi, con rồi tên các thành viên trong gia đình mình thôi. Thì Nhưng ai ngờ lại ra anh ba ngờ đứa. lòi thêm bạn nữa rồi hết chỗ đẹp, thế thành ra là Mà xăm xăm con không thì xăm vợ con lại mà không không chịu. lẽ xăm không không xăm vợ thì nó kỳ. Vâng. Để nhắc bản thân mình là người đã có gia đình rồi, đầu tiên là cứ đưa tay lên chuẩn bị bắt tay ai thì cũng thông báo cho người ta biết là đây là tất cả của anh đây, thì em nghĩ thế nào thì em nghĩ, thế còn đây thì là những gì anh nghĩ. Theo em nghĩ đó cũng hay đó chị, để cho ảnh ngoan hơn và hạn chế được những bóng hồng tia xung quanh ảnh, đúng không ạ? Ngoài chuyện ảnh răn đe bản thân còn răn đe những cái cô xung quanh mà đang có ý định tiếp cận đến chồng mình, rằng à anh này đã là hoa có chủ rồi, làm gì thì làm, né ảnh ra giùm tôi một cái, kiểu như vậy chị ha, Cũng có nhiều cách nghĩ, mỗi người sẽ đúng có không một không? cái cách nghĩ khác Vâng. nhau, nhưng đối với chị thì chị nghĩ ảnh làm những cái gì mà ảnh thực sự ảnh mong muốn là mang theo bên mình cho suốt cái hành trình của mình, dù sau này nó có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó. Ví dụ như chị cũng có xăm hình, xăm tên của anh lên trên trên người, thì anh hỏi là không không sợ à, không sợ sao mà mai mốt lại ấy, em bảo là không, tất cả những cái điều đó là những cái điều đẹp đẽ, những cái điều mình mong muốn thì mình cứ lưu lưu giữ lại thôi.